Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung truy tố 17 bị can trong vụ án khai thác quặng Apatit trái phép về các tội rửa tiền, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số 17 bị can, có 9 bị can là cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ như ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai, Doãn Văn Hưởng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. 7 bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên là các bị can ở công ty Apatit, trong đó có Nguyễn Quang Huy, tổng giám đốc công ty. Riêng bị can Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama, bị truy tố 2 tội rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau: từ năm 2012 đến năm 2015, các bị can nguyên là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và một số sở ngành liên quan biết rõ diện tích 37.700 m2, trong đó có trên 22.674 m2 nằm chồng lấn vào diện tích khai trường 12 tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, thuộc khai trường 18, đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch quặng Apatit tại quyết định số 28 ngày 18 tháng 8 năm 2008 và thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản tại khai trường 18 thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình làm trái công vụ, ký các văn bản giấy chứng nhận đầu tư trái quy định của pháp luật để cấp 37.700 m2 đất thuộc khai trường 18 cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại, công ty Lilama xây dựng dự án khách sạn, nhà hàng, tạo điều kiện cho các bị can thuộc công ty Lilama và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam, công ty Apatit khai thác và tiêu thụ trái phép quặng Apatit với diện tích hơn 22.674 m2, diện tích được cấp làm dự án khách sạn, nhà hàng và khai thác tiêu thụ quặng Apatit với diện tích hơn 17.567 m2 nằm ngoài dự án khách sạn, nhà hàng. Tổng diện tích khai thác quặng trái phép là hơn 40.241 m2. Ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai, thời điểm đó đang là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phụ trách lĩnh vực đầu tư, kinh tế. Ông Vịnh nhiều lần ký các văn bản và có ý kiến bút phê, chỉ đạo vào các tài liệu, tạo điều kiện cho công ty Lilama và công ty Apatit được khai thác trái phép tài nguyên. Theo Viện Kiểm sát, từ năm 2012 đến năm 2015, công ty Lilama đã khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit các loại, trị giá hơn 610 tỷ đồng. Trong đó, công ty xây dựng Lilama thu lợi bất chính hơn 177 tỷ đồng. Công ty Apatit thu lợi bất chính hơn 184 tỷ đồng. Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 177 tỷ đồng, ông Thừa đã chỉ đạo thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của công ty vào tài khoản của 12 cá nhân mà công ty Lilama thuê vận chuyển quặng và đất đá nhiều lần với tổng số tiền hơn 182 tỷ đồng. Trong đó hơn 5,6 tỷ đồng là số tiền cước vận chuyển quặng, đất đá thực tế 12 cá nhân này được nhận. Số tiền còn lại hơn 177 tỷ đồng là tiền nâng khống về giá cước vận chuyển. Sau khi 12 cá nhân nhận được tiền vào tài khoản, đã cùng kế toán của công ty Lilama rút tiền mặt về đưa cho ông Thừa hoặc nộp vào tài khoản cá nhân của bị can. Đối với số tiền hơn 177 tỷ đồng, ông Thừa khai đã dùng chi tiêu cá nhân. Đáng chú ý, ông Thừa khai đã dùng 5 tỷ đồng để biếu cựu bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh vào dịp Tết năm 2015. Ông Nguyễn Quang Huy là tổng giám đốc công ty Apatit, biết rõ công ty Lilama không có giấy phép khai thác quặng nhưng vẫn tổ chức tiêu thụ hơn 1,23 triệu tấn quặng Apatit. Hiện công ty Apatit đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 184 tỷ đồng. Cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai bị cáo buộc từng nắm cương vị phó chủ tịch và chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giai đoạn 2012-2015 nên có trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động, trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, ông Vịnh đã không thực hiện đúng các quy định trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Cáo trạng thể hiện, ông Vịnh đã nhiều lần ký các văn bản và có ý kiến bút phê, chỉ đạo vào các tài liệu khác trái pháp luật, tạo điều kiện cho công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam được khai thác trái phép tài nguyên. Cụ thể, các văn bản và chỉ đạo của ông Vịnh đã giúp hai doanh nghiệp nói trên đào quặng Apatit, núp bóng việc san lấp, giải phóng mặt bằng dự án khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Cơ quan điều tra xác định, nhóm bị can trong vụ án đã khai thác, tiêu thụ trái phép gần 1 triệu tấn quặng Apatit trong phạm vi 37.700 m2. Trong số này, có 22.674,2 m2 nằm chồng lấn vào diện tích khai trường 18, có trị giá gần 300 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân đánh giá, hành vi của cựu bí thư tỉnh Lào Cai cùng các cựu lãnh đạo tỉnh này đã xâm hại đến uy tín nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi để doanh nghiệp khai thác trái phép quặng, Nguyễn Văn Vịnh còn nhận 5 tỷ đồng quà Tết vào năm 2015 do bị can Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama, mang đến tận nhà tặng. Số tiền này, cựu bí thư đã chi tiêu cá nhân hết. Tại cáo trạng, Viện Kiểm sát ghi nhận 14 bị can đã nộp tiền để tự nguyện sửa chữa, bồi thường, khắc phục hậu quả hoặc khắc phục được một phần hậu quả vụ án. Đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 51 Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên, cáo trạng xác định, cựu bí thư Nguyễn Văn Vịnh chưa nộp lại phần nào trong số 5 tỷ đồng đã nhận từ bị can Nguyễn Mạnh Thừa. Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cũng đã tiến hành kê biên tài sản của cựu bí thư Lào Cai và các bị can trong vụ án khai thác quặng trái phép trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, công ty Lilama và Nguyễn Mạnh Thừa bị kê biên các tài sản gồm nhà đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Mạnh Thừa tại thửa đất số 110, tờ bản đồ số P3-12, số vào sổ 00740 do Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng cấp ngày 22 tháng 4 năm 2024. Diện tích 120 m2 loại đất ở và 268 m2 đất nông thôn. Địa chỉ tại tổ dân phố Phủ Cường 1, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Một thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Mạnh Thừa và một người khác, số phát hành AK G16626, số vào sổ H00019BD do Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng cấp ngày 19 tháng 10 năm 2007, thửa đất số 52, tờ bản đồ số P601, diện tích 301 m2, loại đất ở nông thôn, địa chỉ tại thôn Nam Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hai thửa đất biệt thự và nhà xây trên đất, địa chỉ tại số 044 Đại lộ Trần Hưng Đạo, thuộc tiểu khu đô thị số 1, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Một thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên công ty Lilama, số AB 494905, cấp ngày 14 tháng 3 năm 2005, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cấp, số vào sổ 100153, diện tích 2.625 m2, địa chỉ tại số 003 đường Nguyễn Huệ, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai. Một xe ô tô BMW X6 màu đen, biển kiểm soát 24A00968 đứng tên Nguyễn Mạnh Thi, 4.080.000 cổ phần của công ty cổ phần Đồng Tả Phời thuộc quyền sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Triệu Tiến Vương. Bị can Nguyễn Thanh Dương bị kê biên các tài sản gồm một nhà đất có giấy chứng nhận số CX 269947 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 23 tháng 10 năm 2020 cho Nguyễn Thanh Dương, số vào sổ CS 01922, thửa đất số 76, tờ bản đồ P811, diện tích 179,9 m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, địa chỉ số nhà 138 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Một nhà đất có giấy chứng nhận số CC 478498 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 19 tháng 4 năm 2016 cho Nguyễn Thanh Dương và một người khác, số vào sổ CS 0800, thửa đất số 4, tờ bản đồ số 35, diện tích 560,5 m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, địa chỉ tại số nhà 519 Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Một nhà ở loại biệt thự, diện tích xây dựng 248,7 m2, diện tích sàn 794,2 m2, cấp hạng 3, hình thức sở hữu riêng. Bị can Lê Ngọc Hưng bị kê biên phong tỏa các tài sản gồm một nhà đất có giấy chứng nhận số phát hành CP 069989 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp, thửa đất số 78, tờ bản đồ số 63, diện tích 263,1 m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, địa chỉ tại số 1, phố Bích Đảo 2, tổ 24, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Một nhà ở có diện tích xây dựng 95,8 m2, diện tích sàn 302,6 m2. Một căn hộ chung cư ở số 1006, tòa CT2, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, theo giấy chứng nhận số BT 555609 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp ngày 4 tháng 9 năm 2014 cho Lê Ngọc Hưng và vợ, diện tích sàn 100,7 m2. Một căn hộ chung cư ở số 2411, Trung tâm Thương mại Văn phòng và căn hộ Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, theo giấy chứng nhận số CU 270088 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp ngày 24 tháng 12 năm 2019 cho Lê Ngọc Hưng và vợ, diện tích sàn 97,5 m2. Số tiền 500 triệu đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Yên Bái, và phong tỏa số tiền 1.307.757.339 đồng gồm tiền gốc và tiền lãi trong tài khoản số tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lào Cai. Bị can Phan Văn Cương bị kê biên các tài sản gồm: một nhà đất có giấy chứng nhận số CP 141091 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 25 tháng 4 năm 2019 cho Phan Văn Cương và vợ, số vào sổ CS04432, thửa đất số 102, tờ bản đồ số 63, diện tích 222,2 m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, địa chỉ tại số nhà 03, phố Hoàng Lan, tổ 24, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Một nhà ở loại biệt thự song lập, diện tích xây dựng 96,6 m2, diện tích sàn 305 m, cấp hạng 3, hình thức sở hữu là sở hữu riêng. Bị can Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai, bị kê biên các tài sản bao gồm đất và nhà xây trên đất theo quyết định số 504 ngày 19 tháng 6 năm 1993 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, diện tích 100 m2, mục đích sử dụng đất ở đô thị, nguồn gốc sử dụng, nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, địa chỉ thửa đất tại số nhà 116 đường Hoàng Liên, tổ 24, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Diện tích xây dựng 100 m2, diện tích sàn 300 m2. Bị can Lê Ngọc Dương bị kê biên các tài sản đất và nhà xây trên đất theo giấy chứng nhận số CP 168678 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 19 tháng 3 năm 2020 cho Lê Ngọc Dương và một số người khác, số vào sổ CS02824, thửa đất số 514, tờ bản đồ P2411, diện tích 180 m2, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, địa chỉ tại tổ 26, phố Lê Lai, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Toàn bộ những tài sản kê biên và phong tỏa của các bị cáo nói trên đều được chuyển theo hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.